Báo săn có tên tiếng Anh là cheetah hay còn được gọi là kepa. Nó sống chủ yếu ở các thảo nguyên châu Phi. Nhưng vì sao gọi nó là loài vật săn mồi đáng thương nhất và có nguy cơ bị tuyệt chủng? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video sau đây. Trên các đồng cỏ rộng lớn ở châu Phi, báo săn kepa luôn bị các loài săn mồi khác như sư tử, linh cẩu, chó hoang và kể cả kền kền ăn xác thối đối xử vô cùng thậm tệ. Hay nói thẳng ra, báo săn kepa bị chèn ép một cách tội nghiệp. Vậy, nguyên nhân nào khiến báo săn kepa rơi vào tình cảnh thảm thương như thế này? Điều thứ nhất phải kể đến là nó không có một vũ khí lợi hại nào. Để đáp ứng siêu tốc độ 120 km/h, báo săn kepa phải có cái đầu nhỏ gọn, mõm ngắn. Nhưng ngược lại, điều này đã làm cho bộ hàm của nó rất yếu, cú cắn của nó không đủ to và khỏe. Nó có bộ móng vuốt đặc biệt là không co lại được để bám đất tạo lực kéo thực hiện siêu tốc độ, nhưng bộ móng vuốt này lại hoàn toàn vô dụng trong việc đánh tát. Nó là loài vật bốn chân chạy nhanh nhất hành tinh. Nó có thể sử dụng siêu tốc độ để chạy thoát khỏi các mảnh thú khác, nhưng nó phải bỏ lại con mồi mà nó săn được. Nó phải bỏ lại đàn con nhỏ phó mặc cho ông trời, và nhiều lúc nó không kịp chạy thoát khi bị sư tử rình rập bao vây đánh lén. Do đó, có thể nói báo săn kepa không có một vũ khí lợi hại phòng thân nào cả. Đây là điểm yếu cơ bản làm nó trở thành loài vật săn mồi bị những loài kể trên coi không ra gì và bị tấn công không thương tiếc. Nguyên nhân thứ hai đó chính là báo săn kepa có cuộc sống đơn độc. Hầu hết các mảnh thú săn mồi khác đều sống theo bầy đàn đông đúc, thì báo săn kepa lại có lối sống đơn độc, không có bầy đàn. Cũng có lúc hai hoặc ba con báo săn kepa phối hợp đi săn, nhưng rất hiếm. Không có bầy đàn nên báo săn kepa luôn bị các mảnh thú khác cướp mồi một cách trắng trợn, đẩy loài báo này rơi vào tình cảnh thiếu thức ăn vì sự cạnh tranh nguồn thức ăn trên các đồng cỏ lớn ở châu Phi quá khắc nghiệt. Một ngày, một con báo kepa thực hiện một cuộc săn, sử dụng siêu tốc độ, nó đốt đến 300 calo. Sau khi săn được, nó phải nghỉ ít nhất 15 đến 30 phút để hồi phục nhịp tim. Mỗi ngày nó tiêu tốn khoảng 2.500 calo và một con mồi sẽ cung ứng lại cho nó là 5.000 calo, nghĩa là 2 ngày nó mới đi săn một lần. Nhưng nếu con mồi hôm nay nó săn được bị các mảnh thú khác cướp mất, nó sẽ phải nhịn đói và bao công sức bị mất trắng. Không có bầy đàn quân số đông để bảo vệ con mồi, báo săn kepa luôn rơi vào tình cảnh thiếu đói. Ngay cả kền kền khi quân số đông cũng có thể dí báo săn chạy để cướp mồi. Vì báo săn rất đơn độc, nếu nó bị thương thì coi như siêu tốc độ của nó không tồn tại và không thể tiến hành các cuộc săn mới. Ngoài việc không có vũ khí lợi hại, không có sức mạnh của bầy đàn để bảo vệ, thì còn có một sự thật rất đáng buồn xảy ra đối với loài báo săn kepa. Đó chính là tỷ lệ sống sót của con cháu nó rất thấp. Những đứa con nhỏ của báo săn kepa bị hai mảnh thú lớn là sư tử và linh cẩu thiệt hạ không thương tiếc. Linh cẩu sau khi bắt được báo săn con sẽ ăn thịt, nhưng với sư tử thì không. Hai mảnh thú này triệt hạ con non của báo săn kepa chỉ để giảm sức cạnh tranh nguồn thức ăn trên thảo nguyên. Tuy nhiên, sự triệt hạ báo con này đi theo hướng rất trầm trọng, bởi 90% báo con sẽ bị sư tử và linh cẩu triệt tiêu, chỉ còn lại 10% báo con sống sót. Hay nói dễ hiểu hơn, cứ 10 con báo săn con thì chỉ còn đúng một con còn sống sót. Điều này đã đẩy giống loài báo săn kepa bị giảm sút số lượng khá lớn theo năm tháng. Hiện giờ chỉ còn khoảng 3.000 con sống ở Namibia, phía nam châu Phi, 50 cá thể báo săn kepa ở Iran, Tây Nam Á và một số ít rải rác trên thế giới. Các nhà chức trách bảo vệ động vật hoang dã thế giới đã liệt loài báo săn kepa vào danh sách có nguy cơ bị tuyệt chủng, cần được bảo tồn. Siêu tốc độ là niềm kiêu hãnh của báo săn kepa, nhưng đằng sau niềm kiêu hãnh ấy là những sự thật rất đáng buồn.